Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Xin thần linh của Đức Thánh Linh, Ngài chính là thần đã thật, xin hãy đến và dẫn dắt chúng con, để chúng con được nghe lời của Chúa, được phước hạnh và được đông đầy ân điển, quyền năng và sức mạnh của Chúa. Bởi vì lời của Chúa là linh lương nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Nhờ lời của Đức Chúa Trời mà tâm linh của chúng con được tươi mới, được lớn lên, được no thỏa trong cuộc sống này. Và nhờ có Chúa mà đời sống của chúng con được trở nên giống như Chúa càng hơn, sống ở trong sự công chính, đẹp lòng và thánh khiết, để qua đời sống của chúng con thì nhiều người sẽ được biết về Chúa Giêsu và được cứu rỗi. Được, còn cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài thánh hóa và Ngài tẩy sạch tấm lòng của chúng con, tẩy sạch lỗ tai tâm linh của chúng con, để chúng con có thể nghe hiểu lời của Chúa và chúng con sẽ được phước ở trong sự mình vâng lời. Được, còn cảm ơn Ngài vì Chúa được vinh hiển, được tôn cao qua lời của Chúa, và chúng con cùng nhau thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, xin trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng an toàn. Một lần nữa thì tôi xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý con cái Chúa ở trong hội thánh mà Báp Tít Trung Tín trong buổi sáng nay, ở trong danh Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Chúng ta đang bước vào trong mùa lễ, trong tuần lễ của Thương Khó và Phục Sinh năm 2023. Và tối thứ sáu này thì chúng ta sẽ có một buổi lễ để kỷ niệm về sự thương khó, sự hy sinh và sự chết của Chúa Giêsu Christ dành cho nhân loại. Tôi không biết quý vị cảm nhận như thế nào, nhưng mà mỗi khi đến mùa thương khó, đến ngày lễ thương khó, thì tâm hồn của tôi cảm nhận được tình yêu và sự thương xót của Chúa rất lớn, quý bà chị em. Dẫu rằng chúng ta là người tin Chúa rồi, thì mỗi ngày chúng ta đều sống ở trong bầu không khí của sự thương khó và hy sinh, chịu chết, chuộc tội của Chúa Giêsu. Nhưng cho đến cái đúng cái ngày đó đó quý vị, lòng của chúng ta cảm nhận có một sự thương xót rất lớn, rất là đặc biệt, quý mà cha. Đến nỗi mà khi chúng ta nghe như lời làm chứng của quý con cái Chúa, trước khi mà chúng ta nghe lời của Chúa, thì chúng ta cũng thấy được đâu đó ở trong những lời làm chứng đó có một sự cảm động sâu xa về tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho nhân loại của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Khi nãy thì chúng ta cũng có nghe một lời làm chứng của một đời sống được Chúa Ngài thương xót và được Chúa biến đổi. Đó là mục sư Tất Thắng. Mục sư Thắng là một người bạn khá thân thiết với ba mẹ của tôi nhiều năm nay. Và ông cũng là một người mục sư nhiệm chức ở tại Hoa Kỳ. Và trong ơn của Chúa thì Chúa Ngài cho mục sư Thắng được trở về Việt Nam trong tháng vừa qua để cùng với ba mẹ tôi đi thăm viếng, rồi cũng đi khích lệ con cái Chúa ở những nơi mà ba mẹ tôi đang phục vụ. Cảm ơn Chúa rằng Chúa Ngài có chương trình dành cho mỗi đời sống của chúng ta. Mỗi đời sống của chúng ta đều là những truyện ký khác nhau mà chúng ta có thể tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng ta. Mỗi người, mỗi cảnh và mỗi cuộc đời đều có những cái điều mà chúng ta có thể chỉ biết cúi đầu xuống và chúng ta nói rằng cảm ơn Chúa bởi vì con được biết đến Ngài. Cảm ơn Chúa. Nếu chúng ta không tin rằng Đức Chúa Trời quyền năng, thì chúng ta có thể nhìn vào trong những đời sống được Chúa biến đổi. Họ là những nhân chứng sống cho quyền năng biến đổi của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, có người thì được Chúa Ngài chữa lành khỏi bệnh nan y, có người thì được Chúa Ngài thay đổi số phận, thay đổi thân phận của họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của Satan mà đến với Đức Chúa Trời. Có những người họ được Chúa Ngài giải thoát khỏi nợ nần, khỏi những gánh nặng về tài chánh. Cảm ơn Chúa. Và tôi tin rằng lời của Chúa buổi sáng nay cũng sẽ thay đổi tâm lòng của chúng ta từ buồn rầu được trở nên vui mừng, từ chán nản trở nên có hy vọng. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa sẽ biến đổi tấm lòng và hoàn cảnh của chúng ta. Tạ ơn Chúa, nguyện Chúa được vinh hiển qua tất cả mọi sự của đời sống chúng ta. Buổi sáng nay thì tôi xin được phép chia sẻ về một cái chủ đề, đó là Chúa chết để chúng ta được sống. Tôi xin phép đọc lời của Chúa ở trong sách Matthew đoạn số 27. Matthew đoạn số 27 từ câu 32 cho đến câu số 54 như thế này, để chúng ta thấy được cái quang cảnh của đồi Golgotha và hình ảnh thập tự giá của Chúa Giêsu đã phải chịu ở trong ngày thương khó. Khi họ đi ra gặp một người ở thành Siren tên là Simon, thì bắt người vác cây thập tự của Đức Chúa Giêsu đã đi tới một chỗ gọi là Golgotha, nghĩa là chỗ cái sọ. Họ cho Ngài uống rượu trộn với mật đắng, xong Ngài nếm thì không chịu uống. Họ đã đóng đinh Ngài trên cây thập tự rồi, thì bắt thăm mà chia nhau áo sống của Ngài, rồi họ ngồi đó mà canh giữ Ngài. Khi trên đầu Ngài họ đề cái bảng, họ để cái bảng đề chữ chỉ về án Ngài rằng: người này là Giêsu, vua dân Giu-đa. Cũng lúc đó họ đóng đinh hai tên trộm cướp với Ngài, một tên ở cây thập tự bên hữu, một tên ở cây thập tự bên tả.
Nhưng kẻ đi ngang qua đó chê cười Ngài, lắc đầu mà nói rằng: Ngươi là kẻ phá đền thờ và dựng lại trong 3 ngày, hãy cứu lấy mình đi. Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự. Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng nhạo Ngài rằng: Nó đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Nếu phải vua dân Giu-đa, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự đi, thì chúng ta mới tin. Nó nhờ cậy Đức Chúa Trời, nếu Đức Chúa Trời yêu nó thì bây giờ Ngài phải giải cứu cho. Vì nó đã nói rằng: Ta là con Đức Chúa Trời. Hai tên trộm cướp bị đóng đinh trên cây thập tự với Ngài cũng nhiếc móc Ngài như vậy. Từ giờ thứ 6 đến giờ thứ 9, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. Ước chừng giờ thứ 9, Đức Chúa Giêsu kêu tiếng lớn lên rằng: Eli, Eli, lama sabachthani, nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Có mấy người đứng đó nghe kêu thì nói rằng: Nó kêu Eli. Liền có một người trong bọn họ chạy lấy một miếng bông đá và thấm đầy giấm để trên đầu cái sậy mà đưa cho Ngài uống. Nhưng kẻ khác thì lại nói rằng: Hãy để vậy, coi thử có Eli đến giải cứu nó chăng. Đức Chúa Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn. Thưa quý bà chị em, đây là quang cảnh của ngày thương khó của Chúa Giêsu cách đây 2000 năm về trước. Và những cái từ ngữ mà chúng ta vừa mới đọc qua ở trong phần đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta có một cái sự hình dung ở trong tâm trí. Đó là một ngày rất là đau thương và ảm đạm cho cuộc đời và chức vụ của Chúa Giêsu. Chúng ta vui mừng về sự giáng sanh của Chúa Giêsu Christ, nhưng mà chúng ta càng vui mừng hơn nữa đó là Chúa Giêsu đến thế gian này, Ngài đã chết thế cho tội lỗi của chúng ta. Có nhiều người ngoài ngày hôm nay họ không hiểu được về ý nghĩa của sự chết của Chúa Giêsu Christ và họ coi thường đức tin của người tin lành. Họ nói rằng là: Tôi chỉ tin cái người giáo chủ nào mà có một cuộc đời lành lặn mà thôi, chứ tại sao tôi lại phải tin vào trong một cái giáo chủ mà lại bị chết treo trên thập tự giá như vậy, một cái xấu hổ trần truồng và sỉ nhục như vậy. Nhưng quý mài trẻ ơi, họ không hiểu được rằng chương trình của Đức Chúa Trời rất là diệu kỳ và mầu nhiệm, không thể hiểu được bằng tâm trí này. Như cái tầng trời cao trên đất bao nhiêu thì ý tưởng của Chúa cao hơn con người của chúng ta bấy nhiêu. Và Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu Ngài không phải chịu chết vì cớ tội lỗi của Ngài mà thôi, nhưng mà Ngài chịu chết vì tội lỗi của nhân loại. Chúa là đấng vốn không có tội lỗi, nhưng mà Ngài đã trở nên tội lỗi vì cớ chúng ta, để chúng ta nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta được sống và được xưng công bình. Vua Trời vô tội, thánh khiết công chính, nhưng Ngài đã hạ mình xuống, trở nên trần truồng và nhục nhã như vậy, đau đớn và khổ sở như vậy vì cớ tội lỗi của chúng ta. Cho nên buổi sáng nay tôi sẽ nói với quý vị về chủ đề đó là Chúa chết để chúng ta được sống. Bởi vì nếu Chúa không chết, chúng ta sẽ không thể nào sống được, quý mài chèm. Chúa không chết, chúng ta sẽ không thể nào có cuộc sống từ tâm linh cho đến thể xác được bình an và phước hạnh được. Ở trong Ê-sai đoạn 53 câu số 5 chép rằng là: Chúa Giêsu đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Ngài chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi Ngài, chúng ta được lành bệnh. Chúa Giêsu đã trở nên nghèo hèn để chúng ta được trở nên sang giàu ở trong vương quốc thiên đàng. Bởi sự chết của Ngài mà chúng ta được sống đời đời. Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 8 câu 9 chép rằng là: Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm đến nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài anh em được nên giàu. Tạ ơn Chúa, qua thập giá Chúa Giêsu Christ, tội lỗi chúng ta được tha, linh hồn của chúng ta được cứu và tâm linh của chúng ta được trở nên giàu sang và thịnh vượng ở trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa. Đây há có phải là tin lành sao? Đúng không ạ? Đây là tin lành đây. Dạ, tin lành đó là để chúng ta có một đời sống vui mừng và phước hạnh. Dạ, tôi đã nhìn thấy có vô số con người đã được Chúa Ngài chữa lành, được Chúa Ngài giải phóng cuộc đời của họ từ bế tắc trở nên đầy ơn của Chúa. Dạ, có những con người họ nợ nần hàng tỷ đồng nhưng mà được Chúa Ngài giải quyết những nợ nần của họ theo cách đặc biệt của Chúa. Chỉ sau vài năm thôi thì Đức Chúa Trời ban phước cho họ và họ được giải nợ. Cảm ơn Chúa. Ở trong Chúa Giêsu Christ mọi sự đều là có thể cả. Qua thập giá Chúa Giêsu Christ mà mọi gánh nặng và những nan đề con người của chúng ta được Đức Chúa Trời Ngài giải quyết cho. Trước khi chúng ta nói về những kết quả của sự thương khó của Chúa Giêsu Christ, về ý nghĩa của sự sống mà Chúa ban cho chúng ta qua thập giá, thì chúng ta trước hết chúng ta biết rằng là Chúa Giêsu Ngài chịu chết không phải vì cớ tội của Ngài, nhưng mà Ngài chịu chết vì cớ tội lỗi của con người chúng ta. Nhưng mà trước khi mà Chúa chịu chết vì tội lỗi của người chúng ta đó quý vị, thì chúng ta biết rằng là Chúa Giêsu là một đấng công chính.
Và Ngài đi làm việc lành, làm nhiều việc phước đức và chữa lành cho vô số con người xung quanh. Rồi Ngài cũng giảng dạy về nước Đức Chúa Trời. Những gì mà Chúa Giêsu Ngài giảng dạy luôn luôn là những điều rất là chính xác và đúng với lẽ thật của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu Ngài luôn giảng dạy thẳng và thật. Và đó lý do tại sao mà những người Pharisee và những thầy thông giáo họ rất là ghét Chúa Giêsu và tìm cách để giết Ngài. Một trong những cái sự dạy dỗ mà Chúa Giêsu Ngài đã giảng và người ta nghe, những người Pharisee họ nghe đó, họ giận Chúa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn số 15 từ câu 10 cho đến câu 14 chép như thế này. Đoạn Ngài gọi đoàn dân đến mà phán rằng: "Hãy nghe và hiểu, chẳng phải điều chi vào miệng làm dơ giấy người, nhưng điều chi ở miệng ra ấy mới là điều làm dơ giấy người vậy." Môn đồ bèn lại gần mà thưa rằng: "Thầy có hay rằng người Pharisee nghe lời thầy nói mà phiền giận chăng?" Ngài đáp rằng: "Cây nào mà cha ta trên trời không trồng thì phải nhổ đi. Hãy để vậy, đó là những kẻ mù làm người dẫn đưa. Nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù thì cả hai sẽ cùng te xuống hố." Khi tôi đọc cái câu thánh này, tôi thấy thật sự Chúa Giêsu của chúng ta Ngài rất là thẳng tính, rất là trực tính, đúng không ạ? Dường như là có một cái gì đó mà tôi suy gẫm ở trong lời của Chúa trong phần đoạn thánh này, tôi thấy sao mà Chúa Giêsu không khéo một chút, sao Chúa Giêsu không nói nhẹ nhẹ một chút, sao Chúa Giêsu nói giống như là tát vào mặt người Pharisee đến nỗi mà người ta giận Chúa, mà các môn đồ cũng nhìn thấy cái điều đó nữa. Quý vị ơi, lẽ thật nó luôn luôn là lẽ thật, cho dù chúng ta có nói khéo hay là nói tránh, nói né thế nào chứ nữa thì nó vẫn là lẽ thật, đúng không ạ? Tôi ví dụ sự thật 1+1 bằng, nếu mà ai đó nói rằng là 1+1 bằng 1,1 hoặc là 1,9 gì đó, để không nói rằng là nó là 2 thì nó cũng không phải là thật như vậy, đúng không? Sự thật nó luôn luôn là sự thật, và những gì mà Chúa Giêsu Ngài nói ra luôn luôn là sự thật, quý mài chị em. Nhưng mà những người Pharisee là những người giả hình, họ không hiểu điều đó. Có thể là họ hiểu nhưng mà họ cố tình để mà tìm cách bịt miệng Chúa Giêsu. Có bao giờ quý vị là người tin Chúa thật, là người theo Chúa thật, quý vị bị người ta ghét vì cớ như là lời chứng của mình cho họ không? Có bao giờ quý vị bị người ta ruồng bỏ, quý vị không chơi với quý vị bởi vì cớ quý vị là những người lúc nào cũng nói họ rằng là họ là tội nhân, họ cần có Chúa cứu rỗi mình, họ cần phải ăn năn tội lỗi trở lại với Chúa, thờ phượng Chúa thì những người đó sẽ được cứu. Người ta nói mày khùng sao, tao đâu có tội gì đâu mà nói là tao phải ăn năn. Tôi đã từng bị bạn của tôi nói như vậy đó. Quý vị ơi, những gì Chúa Ngài dạy chúng ta luôn luôn là thật. Nhưng bởi vì có người ta không nhìn thấy, người ta không nhìn thấy, hoặc là họ có thể nhìn thấy đó nhưng mà họ không muốn làm theo. Cho nên là người tin Chúa, chúng ta cần phải chọn đứng với lẽ thật của Chúa. Dẫu rằng người ta không chọn đứng cùng với phía với Chúa, họ có thể họ đóng đinh Chúa, họ nghịch lại với Chúa, họ chê bai Chúa, họ nhạo báng những người theo Chúa như chúng ta. Quý vị ơi, chúng ta cần phải chọn đứng cùng phía với Ngài. Nếu chúng ta không chọn đứng cùng phía với Chúa, tôi sẽ nói với quý vị rằng là sẽ có một ngày quý vị mở mắt ra và nhìn thấy mình đứng ở trong cái đám đông mà nói rằng hãy đóng đinh nó cho thời giá đó quý vị. Những người mà nói rằng là đóng đinh hắn trên thời giá đó, những người mà nói rằng là phải đóng đinh Chúa Giêsu cho thời giá, những người đó quý vị biết rằng là cách đó ít ngày thì họ là những người ăn bánh của Chúa, họ là những người được Chúa hóa bánh rất nhiều, họ là những người ở trong số 5.000 người đã tung hô Chúa làm vua sau khi mà họ ăn bánh. Rồi họ là những người tung hô Chúa: "Hosanna, Hosanna, vua con vua David rất cao." Nhưng mà chính những người tung hô Chúa Giêsu Hosanna đó, những người đó lại quay qua nói rằng là đóng đinh hắn cho giả. Quý vị thấy không? Cũng theo Chúa đó, nhưng mà theo Chúa cái kiểu của họ. Có người cũng nói với tôi một điều tôi thấy khá thấm, đó là kẻ thù của những người kẻ thù của những cơ đốc nhân nóng cháy sốt sắng, đó chính là những cơ đốc nhân hâm hẩm và bụi lạnh, những cơ đốc nhân đi hai hàng đó quý vị. Kẻ thù của chúng ta không phải là người không tin Chúa đâu, nhưng mà kẻ thù của chúng ta đôi khi lại là những người theo Chúa nữa rồi, đúng không? Vào trong thánh mình ca múa hát nhảy múa, nói một chú điếc hay sao mà hát lớn như vậy, đúng không? Mình cầu nguyện tiếng lạ, nói cầu nguyện tiếng lạ bây giờ đâu có ăn nhập gì đâu, mình phải im lặng mình cầu nguyện Chúa Ngài nghe rồi, cầu nguyện tiếng quen thôi,
Quý vị ơi, có nhiều khi kẻ thù của chúng ta là những người như vậy. Họ kéo chúng ta xuống. Đúng không ạ? Thậm chí là họ quay ngược lại, họ nói xấu Chúa nữa. Bởi vì cớ họ không biết kinh nghiệm Chúa một cách trọn vẹn như chúng ta. Và cho nên lời của Chúa nói với chúng ta rằng chúng ta cần phải hết lòng và mỗi ngày vác thập giá của mình mà theo Chúa. Ai muốn theo Chúa thì người đó phải vác thập giá của mình để mà theo Chúa. Ở trong Luca đoạn 9 có 23 chép rằng là đoạn ngài phán của mọi người rằng nếu ai muốn theo ta phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập giá mình mà theo ta. Người tin Chúa thật là người phải chịu vác thập giá. Chúa Giêsu không nói rằng là nếu ai muốn theo ta thì phải tự bỏ mình đi, rồi mỗi ngày Chủ nhật vào trong hội thánh để mà thờ phượng Chúa. Chúa không nói như vậy. Chúa nói là ai muốn theo ta thì Chủ nhật đến đây dâng hiến, hoặc là Chủ nhật đến đây làm những cái công tác công giáo. Chúa nói rằng là phải vác thập giá của mình để theo Chúa. Và Chúa Giêsu ngài vác thập giá để mà chịu chết ở trên đồ cổ thang. Và mỗi người chúng ta cũng hãy vác thập giá mình để đi cùng với Chúa, chịu chết cho cái tội lỗi của chúng ta, chết cái tôi của chúng ta, chết đi những cái xấu xa, những cái bản tính thấp hèn của chúng ta, để chúng ta được sống ở trong một đời sống mới giống như Chúa Giêsu Christ. Ba nỗi đau mà Chúa Giêsu ngày phải gánh chịu trên thập giá. Nỗi đau thứ nhất đó là nỗi đau về thể xác. Khi mà chúng ta nhìn vào trong lịch sử của dân Israel trong thời của Chúa Giêsu đó, thì chúng ta biết rằng là đế chế La Mã là một đế chế đang cai trị trên cả thế giới thời bây giờ. Trong đó dân Do Thái hay là Israel cũng đang bị cai trị dưới đế quốc La Mã. Và đế quốc La Mã có một cái hình phạt dành cho những tử tù, cho những tội phạm nguy hiểm, đó chính là đóng đinh trên thập giá. Và cái hình phạt này rất là dã man và kinh khiếp. Nó áp dụng cho những dân ngoại bang, tức là những người không phải là quốc dân Roma. Và ngay cả người La Mã cũng sợ hãi bởi vì cái bản chất tàn bạo và dã man của hình phạt này. Và sau này vào năm 315 sau công nguyên đó, thì cái cách tử hình, tức là cách mà đóng đinh cho tử giá này đã bị bãi bỏ bởi vì cái nó quá dã man và tàn khốc. Và chúng ta biết rằng là Chúa Giêsu ngài đã bị đánh đòn 39 roi theo sự đếm của người lính ở bên cạnh. Và mỗi khi mà người ta đánh Chúa như vậy đó thì cái thằng lính đứng bên cạnh nó sẽ đánh là nó sẽ đếm 1, 2, 3, 4 cho đến khi mà 38, 39 thì sẽ chấm dứt. Và khi đánh như vậy thì nó sẽ nói ra những lời nhạo báng và những lời kể lại tội của cái người bị đánh như vậy. Và những cái roi như vậy, quý vị, thì không phải là roi bình thường mà là những sợi roi được bệnh từ 3 hoặc là 5 cái sợi roi khác nhau, tức là 3 cho đến 5 cái tàu. Và trong mỗi cái sợi roi đó, quý vị, thì nó có những cái móc chì hoặc là bằng sắt, móc sắt, móc chì hoặc là xương thú khô để mà đánh đòn Chúa Giêsu. Và nó cào vào trong da thịt cái người bị đánh đòn như vậy. Và có khi cái người bị đánh bị chày da và bị lóc cả xương ra, quý vị. Có người khi mà bị đánh nó bị nằm ngửa ra để đánh thì cái móc nó móc vào trong ruột và nó xé rách ra cái bụng của cái người. Và nếu mà cái người đó không có một cái sức chịu đựng đó, da mỏng đó, thì nó sẽ bị xé rách, cái máu nó sẽ phun ra. Có người thì cũng không chịu nổi và có thể chết ngay cái lúc mà bị đánh đòn như vậy. Và người tử tù cũng phải vác một cái cây thập tự giá từ cái chỗ đánh đòn bầm dập như vậy đến cái chỗ tử hình là đồ vô tha, phải đi khoảng một cây số. Đánh đòn thê thảm như vậy đó mà phải đi vác cái thập giá, nó cao 1m8 và nặng 40 kg, cái thập giá như vậy, đúng rồi. Tức là cái thập giá này nó không phải là cái gỗ bình thường mà nó gỗ rất là nặng. Giống như là đánh đòn như tử xong rồi bắt phải cõng một người khác nữa, đi một cây số. Và chúng ta biết rằng là có một số người giải kinh đó thì họ cho rằng là Chúa Giêsu thời xưa không phải là một người thanh niên ốm yếu đâu. Nhưng mà Chúa Giêsu là một người thanh niên rất là to, còn về lực lượng. Bằng chứng đó là sau khi Chúa bị đánh như vậy thì Chúa vẫn có sức để mà mang một cái thập giá, để mà đi một quãng đường như vậy. Đó chỉ là cái giả thuyết, nhưng mà tôi thấy giả thuyết này cũng khá là phù hợp. Và chúng ta biết rằng là khi mà đến thập giá, xin lỗi, khi mà đến thập đến đồ gỗ thai như vậy thì người ta bắt Chúa Giêsu nằm ở trên thập giá đó và đóng đinh
Chúa bằng những cái cây đinh, nó dài tới 15 cm, tức là khoảng 1,5 tấc. Một gang tay của chúng ta thì khoảng chừng tầm khoảng một gang và một gang tay, một cái đinh mà nó dài như thế này quý vị, đóng xuyên qua từng cái cổ tay, chứ không phải là bàn tay nha quý vị nha, ngay cổ tay ở đây, xuyên qua cái cổ tay này và nhận xuống cái khúc gỗ phía dưới. Và chúng ta thấy ở trên phim đó là cái đinh đó nó xuyên qua cả khúc gỗ luôn. Và khi mà xuyên qua như vậy thì người ta lật cái mặt bên kia để mà đóng cho cái đinh nó quặp vô cái trong khúc gỗ để cố định cái bàn tay của cái người tử tù. Và hai tay đều bị đóng như vậy. Rồi chân thì họ bắt chéo hai cái chân lại với nhau để đóng một cái đinh xuyên qua hai bàn chân, xuyên qua hai cái mắt cái chân để cho hai cái chân được cố định như vậy. Và chúng ta thấy được hình ảnh đó rất là đau đớn luôn, bị đánh đòn rồi bị vác thập tự giá như vậy, rồi sau đó bị đóng đinh ở trên chính cái thập tự giá. Có nhiều người lúc đó họ chứng kiến cảnh tượng đó, họ khóc, nhưng mà họ không thể hình dung được rằng là chính họ đáng lẽ ra là người sẽ phải chịu như vậy, bởi vì có tội lỗi, cho nên chúng ta mỗi người đáng phải bị như vậy. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài đã cứu chúng ta để chúng ta không phải chịu chết đau đớn như vậy ở trong phần hồn của chúng ta. Bởi vì Chúa nói rằng là tiền công của tội lỗi là sẽ chết, nhưng mà sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ. Nếu chúng ta cứ tính từng tội đó thì quý vị thấy rằng mỗi ngày chúng ta phạm rất là nhiều tội, đúng không ạ? Và nếu một ngày giả sử một người mà hiền lành nhất phạm một tội đi, thì một năm phạm 365 tội, 10 năm là 3.650 tội, rồi 100 năm là 36.500 tội. Mình thấy không ạ? Tội riết như vậy đó, tội nghiệp lắm quý vị. Mà tội đâu có phải chỉ là bởi hành vi đâu, nhưng mà tội nó nằm ở trong tấm lòng và tâm trí suy nghĩ của người ta. Có thể một người không làm bậy, không nói bậy, nhưng mà người đó có thể có những cái suy nghĩ đen tối. Và chỉ có Đức Chúa Trời là biết được những điều đó. Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa Ngài đã cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Bởi sự chết của Chúa Jesus Christ mà chúng ta được tha tội. Đây là cái phước hạnh đầu tiên mà chúng ta có được qua thập giá của Chúa Jesus Christ. Cho nên ai chúng ta nhận biết rằng mình là người có tội, chúng ta hãy đến với Chúa. Và Chúa Ngài tha thứ cho tội lỗi của chúng ta, bởi vì Ngài đã gánh đi tất cả những tội lỗi và đau đớn đó thay chúng ta rồi. Cảm ơn Chúa. Thứ hai, Chúa Giêsu đã chịu đau đớn về mặt tinh thần và tình cảm. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 67 cho đến 68, lời của Chúa nói rằng là họ bèn nhổ trên mặt Ngài, đấm Ngài, có kẻ lại có kẻ vả Ngài mà nói rằng: hỡi Đức Christ, hãy nói tiên tri đi cho chúng ta biết ai đánh ngươi. Trong Mác 14 câu thứ 65 chép rằng là có kẻ nhổ trên Ngài, đẩy mặt Ngài lại, đấm Ngài và nói với Ngài rằng: hãy nói tiên tri đi. Các lính canh lấy gậy đánh Ngài. Thưa quý mấy bạn chị em, những cái từ này chúng ta đọc chúng ta rất là đau lòng. Những con người trước đây có thể họ đi theo Chúa, họ nghe Chúa giảng dạy, họ tử tế với Chúa, nhưng bây giờ khi mà Chúa Giêsu bị như vậy rồi thì họ bắt đầu hả hê và họ làm cho Chúa Giêsu như vậy. Và đau đớn hơn không phải là những tên lính đánh Chúa, nhưng mà ngay cả những môn đồ thân tín nhất của Chúa Giêsu cũng bỏ rơi Ngài. Kẻ thì bán Chúa bằng 30 đồng bạc, người thì chối Chúa 3 lần. Và tất cả những môn đồ khác đều bỏ chạy khỏi Chúa hết. Trong vườn Gethsemane họ đã bỏ chạy, thậm chí là có một thanh niên đã trần truồng, sợ quá trần truồng bỏ chạy luôn. Chạy gọi là chạy tục áo. Quá khiếp quý mà chị em. Mà trước đó, không lâu trước đó, mỗi người ai cũng nói rằng là chúng tôi sẽ không bao giờ phản thầy, chúng tôi sẽ không bao giờ mà chối thầy đâu. Tất cả chúng tôi, ai cũng sẽ theo thầy cho đến cuối cùng. Nhưng mà đến cuối cùng thì bên cạnh Chúa Giêsu không có ai hết quý mà chị em. Có bao giờ quý vị đã trải qua những nỗi đau như vậy không? Tức là người thân yêu, thậm chí là người phối ngẫu của mình cũng không thể hiểu và không bên cạnh mình. Khi nào quý vị bị bỏ rơi hoặc là cảm thấy mình rơi vào trong cái chỗ không ai bên cạnh mình, không ai hiểu được, không ai gắn được cho mình. Và có những lúc quý vị ơi, nó đi xuống đến nỗi mà cùng cực, tức là
mình nhờ người này người kia bám víu, nhưng mà người ta cũng không cho mình bám đâu quý vị. Mình kẹt tiền đến nỗi mà mình mượn ai cũng không cho hết, tại vì lúc đó họ thấy mình đang đi xuống. Mà nếu mà họ để cho mình mà nắm họ đó quý vị, có thể họ bị xuống luôn. Và Chúa Giêsu đã rơi vào trong cái chỗ như vậy, không ai dám nhận Chúa hết, không ai dám mà bên cạnh Chúa để binh vực Chúa hết. Dẫu họ thương Chúa lắm, nhưng mà lúc đó Chúa Giêsu dường như là một người đang chết chìm rồi đó, không ai dám cứu hết quý mài chị. Nhưng mà ta ơn Chúa, chương trình của Đức Chúa Trời là một chương trình không thể hiểu nổi bằng cái xác thịt này. Trong cái sự như vậy đó quý vị, đó là lúc mà Chúa Ngài đang chịu thay cho con người của chúng ta. Chúa chịu thay cái sự thất vọng của chúng ta để chúng ta được sống. Cho nên những ai chúng ta đang bị là bị hạ số mà không phanh, hoặc là chúng ta đang bị nợ ngập đầu quý vị, không ai cứu hết, quý vị ơi, hãy đến với Chúa. Đừng để cho cái gánh nặng đó nó trở thành một cái áp lực ở trong tinh thần, ở trong cái cảm xúc của chúng ta. Có người chia sẻ với tôi rằng, mục sư ơi, tôi không ngủ được bởi vì cứ nợ nần nó dí, nó bay quanh. Tôi nói rằng hãy đến với Chúa, bởi vì chỉ có Chúa mới cứu được anh chị em mà thôi. Con người không thể nào cứu được chúng ta ra khỏi những cái áp lực đó đâu, nhưng mà Chúa sẽ có cách để thêm sức cho chúng ta. Có người túng quẫn quá không biết phải làm sao và chia sẻ với tôi là, một sự biết không, trước khi tôi biết Chúa đó, tôi bị nợ rất là nhiều, nợ nó dí tôi hơn 1 tỷ. Và khi mà tôi đang lái xe cùng với đứa con gái của tôi ngồi phía trước, thì tôi muốn lao đầu vào cái xe tải ở phía trước để kết thúc cái cuộc sống nó nhiều áp lực nợ nần. Con gái lúc đó nó mới 9 tuổi thôi, thì con gái nó nói một câu mà người cha em nói, mục sư biết không, con gái em nó nói như thế này: con thương mẹ rất là nhiều, mẹ là số 1, là tuyệt vời nhất của con. Nó nói bao nhiêu đó, tự nhiên cái bà mẹ tỉnh, bà mẹ nói là, mục sư ơi, đúng là Chúa thương em thiệt. Tự nhiên gái em nó đứng ngồi phía trước nó nói câu đó, em tỉnh ra và em không có lao đầu vào cái xe tải phía trước. Và sau đó em về em suy nghĩ rằng là, nếu em chết thì con em ai sẽ chăm sóc, nếu em chết rồi gia đình của em thì sao. Và từ đó em không có chết nữa. Và cảm ơn Chúa, em đã gặp mục sư và em thấy cuộc đời của mình bắt đầu có hy vọng trở lại. Cuộc sống của mình nó không phải chỉ lệ thuộc vào tiền bạc, nhưng mà cuộc sống của mình nó lệ thuộc vào những thứ khác quý giá hơn. Thưa quý mài cho em, có những khi chúng ta bế tắc và gọi là mình đi đến cái chỗ là không còn đường để thoát được. Quý vị ơi, thay vì chúng ta nhìn xuống hoặc là nhìn vào trong cái chỗ mà chúng ta có thể kết liễu cuộc sống của mình, thì chúng ta hãy nhìn lên Chúa. Hãy nhìn lên thập giá quý mài cho em. Đừng để cho áp lực nó đè nát chúng ta, nhưng mà hãy để cho tình yêu của Chúa giải thoát chúng ta. Có người cũng chia sẻ với tôi mới tuần vừa rồi, mục sư ơi, bây giờ tôi nợ tới 700-800 triệu luôn. Tôi nói rằng là thật sự bây giờ tôi cũng không có 700-800 triệu, 800 ngàn trong tài khoản thì tôi có. Nhưng mà Đức Chúa Trời của tôi đó, tài khoản của Ngài là 800 ngàn tỷ. 700 triệu, 800 triệu của chị là chuyện nhỏ, nhưng mà Chúa của chúng ta rất là giàu có. Hãy tin cậy Chúa, đừng để cho áp lực cuộc sống nó đè nặng chúng ta. Có cách của Chúa hết, đúng không mà chị em? Miễn rằng là chúng ta có đức tin nơi Chúa, Chúa sẽ giải thoát chúng ta theo cách của Chúa. Cảm ơn Chúa. Nỗi đau thứ ba đó là Chúa Ngài đã bị Đức Chúa Trời là Cha đã lìa bỏ Ngài trên thập tự giá. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu và Đức Chúa Cha là hai nhân vật rất là thân thiết với nhau. Thậm chí Chúa Giêsu đã nói thế này ở trong Giăng đoạn số 8 câu số 29 rằng: Đấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta, chẳng để ta ở một mình, vì ta hằng làm sự đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Cha không bao giờ rời bỏ Chúa Giêsu cả. Đức Chúa Cha không bao giờ để Chúa Giêsu ở một mình cả. Và cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu đi đâu thì Đức Chúa Cha và thiên đàng đều luôn dõi theo Chúa Giêsu đến đó. Nhưng đến cái giây phút mà Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá đó quý vị, thì Đức Chúa Giêsu cảm nhận rằng là Đức Chúa Cha không còn ở đó với Ngài nữa. Đến nỗi Chúa Giêsu đã kêu lên rằng là: Eli, Eli, lama sabachthani, tức là Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi. Chúa đã nhận biết trong tâm linh của Ngài rằng là không còn có sự gì của Đức Chúa Cha nữa. Ngay cả Đức Chúa Cha đã lìa bỏ Chúa Giêsu, quý ông bà cha. Trước đó thì những môn đồ thân tín đã lìa bỏ Chúa, đó là một chuyện rồi, đó là chuyện giữa con người với nhau thôi. Nhưng bây giờ thì ngay cả Đức Chúa Cha cũng lìa bỏ Chúa Giêsu.
Cái lý do không phải là Đức Chúa Cha ngài ghét Chúa Giêsu vì điều gì cả, nhưng mà bởi vì cỡ lúc đó Chúa Giêsu ngài đang mang lấy tất cả những tội lỗi và những sự rủa sả, những sự xấu hổ, những cái gì tối tăm nhất của con người chúng ta. Đến độ mà Đức Chúa Cha không thể nhìn thấy con của ngài được. Đức Chúa Cha không thể nào mà có thể chịu nổi được cái cảnh như vậy. Và lúc đó là những giây phút mà Chúa Giêsu cực kỳ đau khổ. Không có Đức Chúa Trời cũng như không có con người nào ở bên cạnh ngài. Quý vị ơi, khi chúng ta suy nghĩ về điều này, chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì Chúa Giêsu đã trải qua hết tất cả những sự đau khổ, khốn khổ đó cho chúng ta. Khi chúng ta rơi vào trong chỗ bế tắc, khó khăn, đôi khi chúng ta bị cám dỗ rằng trên đời này chắc là mình khổ nhất, không có ai khổ như mình. Chắc mình là cái người đen xấu nhất ở trên thế giới này, chứ còn làm sao mà ai có thể mà khổ như mình được. Quý vị ơi, hãy nhìn vào Chúa Giêsu. Chúa Giêsu còn khổ hơn hàng triệu lần, thậm chí hàng tỷ lần nữa quý vị. Ngài đã gánh đi những cái nỗi khổ của hàng tỷ người trên thế giới ngày hôm nay. Và Chúa Giêsu ngài khi mà ngài nhìn thấy trước được cái sự khổ đó, thì Chúa Giêsu đã nói với Đức Chúa Cha trong vườn Gethsemane rằng là: "Lạy Cha, xin Cha rồi cất chén này khỏi con. Nhưng mà nếu thì muốn của ngài thì cất cái chén đó ra khỏi con." Cái chén đắng mà Chúa Giêsu phải chịu đó quý vị, đó là một cái chén rất là khủng khiếp. Ở trong đó có đầy những cái sự rủa sả và tội lỗi của cả nhân loại này, và Chúa Giêsu phải uống. Tôi nói quý vị như thế này, một người tử tù trước khi chết nếu được đưa ra hai sự lựa chọn. Một, đó là uống một ly nước có chất độc, chết ngay lập tức. Với thứ hai, đó là uống một ly nước mà trong đó có đầy máu của người bị nhiễm HIV/AIDS, tức là bị SIDA đó. Thì tôi hỏi quý vị rằng là cái người tử tù sẽ chọn cái ly nước nào? Ly nước thuốc độc hay là ly nước có máu của người bị SIDA? Uống thuốc độc nó nhanh hơn đúng không? Uống thuốc độc chết một cái là xong. Còn phải uống cái nước máu của cái người bị nhiễm SIDA đó quý vị. Nó ghê tởm lắm. Tại vì trước sau thì cũng chết thôi, chết kia cho nhanh hơn. Chúa Giêsu đã phải chọn uống cái chén mà có đầy những cái tội lỗi và những sự rủa sả cùi hủi của nhân loại này quý vị. Và Chúa Giêsu phải uống hết như vậy đó. Để chúng ta thấy rằng là cái chết của Chúa Giêsu nó không có bình thường đâu. Nó cùng cực như vậy là bởi vì cớ tôi và chúng ta. Cho nên chúng ta hãy đến với Chúa, hãy đến với Chúa và nói với Chúa rằng: "Chúa ơi, cái bệnh tật của con, những cái sự xấu hổ của con, những cái sự rủa sả của con không cần con phải mang nữa, nhưng mà Chúa Giêsu đã uống thay cho con hết rồi." Và khi quý vị tin như vậy, quý vị sẽ thấy được phước hạnh của Chúa, phép lạ của Chúa xảy ra cho đời sống quý vị. Cách đây mấy ngày thì khi mà tôi cầu nguyện cho một người qua điện thoại thì cái người chị em, một người chị em đã gọi cho tôi và nhờ tôi cầu nguyện cho một cái người chú bạn của mình. Và qua màn hình điện thoại tôi nhìn thấy cái người chú này đang đứng cầm cái cây gậy. Và người chị em này nói rằng là: "Mục sư ơi, hãy cầu nguyện cho cái chú này, bởi vì chú này bị tai biến và không thể nào đi lại được một cách bình thường được. Và bị bây giờ tôi hỏi người chú rằng bây giờ chú nhúc nhích được không?" Chú đó cũng không thể nhúc nhích được và chỉ đứng như vậy thôi. Ai đó dìu thì ngồi xuống, dìu thì đi được. Và cảm ơn Chúa rằng sau khi cầu nguyện chưa được 10 phút thì phép lạ Chúa xảy ra và cái người chú này đi lại được quý mà cha. Cảm ơn Chúa rằng Chúa ngài làm phép lạ. Mà đến nỗi mà cái người cha em đó cũng ngạc nhiên và hallelujah bởi vì Chúa ngài làm phép lạ được. Tất cả những cái bệnh đột quỵ hoặc là tai biến hoặc là ung thư của chúng ta, Chúa Giêsu có thể chữa lành được cho chúng ta. Vừa rồi ở tại Hội Thánh An Sương thì cũng có một người cha em trong tháng trước cũng làm chứng rằng là: "Tôi đã được Chúa ngài chữa lành khỏi bệnh ung thư ngực thời kỳ cuối, đã di căn rồi, nhưng mà cảm ơn Chúa rằng là những cái khối u nó bây giờ nó đã lặn đi." Và bác sĩ cũng đã công nhận rằng là người cha em này được Chúa chữa lành. Tạ ơn Chúa, không có điều gì mà Chúa không thể làm được cả quý mài cha. Để có điều đó thì Chúa Giêsu ngài đã gánh thay cho tội lỗi và những bệnh tật của chúng ta ở trên thời gian. Cho nên có nan đề gì quý vị ơi, hãy đến với Chúa. Đừng chạy đến với cái số tử vi hoặc là chạy đến với những cái bói bài coi quẻ, nhưng mà hãy đến với Chúa Giêsu. Bởi vì nếu chúng ta chạy đến với những cái bói bài
coi quẻ đó thì chúng ta chỉ rước thêm cái sự rủa xả mà chúng ta không thể giải quyết được gốc rễ của những sự rủa xả đó. Cảm ơn Chúa. Rồi chúng ta sẽ nói về phần cuối cùng, đó là những kết quả mà Chúa Giêsu đã phải chịu vì cớ chúng ta. Những kết quả của sự thương khó mà Chúa Giêsu đã phải chịu cho chúng ta. Thứ nhất, đó là sự ngăn cách giữa Đức Chúa Trời và con người đã bị cắt bỏ hoàn toàn bởi sự chết của Chúa Giêsu. Trước khi chúng ta biết Chúa thì Kinh Thánh nói rằng là chúng ta đều là những người tội nhân và chúng ta bị xa cách khỏi Đức Chúa Trời. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 11 cho đến 13 chép rằng là: "Vậy anh em theo xác thịt là người ngoại, bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì trong xác thịt bởi tay người ta, gọi anh em là người không chịu cắt bì. Hãy nhớ lại lúc trước, trong thời đó anh em không có Đức Christ, bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Nhưng trong Đức Chúa Giêsu Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đức Christ mà được gần rồi." Trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 9 chép rằng là: "Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoài, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời." Cảm ơn Chúa, lời của Chúa khẳng định với chúng ta rằng là trước khi chúng ta biết Chúa, chúng ta chẳng có hy vọng gì hết. Chúng ta chẳng có quyền công dân ở trong thiên đàng. Chúng ta chỉ là những người ngoại bang sinh ra là để làm củi cho địa ngục mà thôi. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời Ngài đã thương xót và Chúa Ngài đã cho chúng ta từ ngoại bang trở thành người đồng quốc với các thánh đồ. Tuyệt vời không biết mà anh chị em. Ngày hôm nay có nhiều người họ sẵn sàng, họ bỏ rất là nhiều tiền để mà họ mua được cái quốc tịch của Hoa Kỳ. Mà không phải là dễ để mua quốc tịch Hoa Kỳ nha quý vị nghe. Phải có người bên đó bảo lãnh hoặc là công ty nào đó bảo lãnh mình mới có thể mua được. Nhưng quý vị có bao giờ suy nghĩ rằng là tôi cần có quốc tịch của thiên đàng không? Quốc tịch thiên đàng là quốc tịch vĩnh hiển, quốc tịch đời đời. Trên đời này chỉ là cõi tạm, đúng không ạ? Dĩ nhiên, Hoa Kỳ đó là một quốc gia cường thành số 1 thế giới, một cường quốc. Nhưng chúng ta biết rằng là trên trái đất này thì không có bất cứ một vương quốc nào hay là một đất nước nào trường tồn vĩnh cửu cả. Rồi sẽ có một ngày mà Đức Chúa Trời Ngài sẽ trở lại thế gian này cùng với Chúa Jesus Christ để đoán xét thế gian này và thiết lập một vương quốc mới. Và chỉ có những ai tin Chúa Jesus Christ thì mới được bước vào trong vương quốc đó để mà thờ phượng Đức Chúa Trời, sống đời đời với Ngài và được phước cho đến viên mãn. Và chúng ta không thể nào mua được, không thể nào mua được quốc tịch đó quý vị. Không thể nào mua được cái quyền quốc dân của thiên đàng cả. Chỉ có bởi đức tin nơi Chúa Jesus Christ chúng ta mới trở thành quốc dân của thiên đàng mà thôi. Cảm ơn Chúa. Cho nên quý mà chị em ơi, hãy trân quý những gì chúng ta đang có trong Đức Chúa Jesus Christ. Để có được cái quyền quốc dân mà chúng ta đang có ngày hôm nay, chúng ta đã nhìn thấy Chúa Giêsu đổ huyết ra trên thập giá. Chúa Giêsu đã chết một cái chết rất là đau đớn trên thập giá để tôi và chúng ta trở thành những quốc dân của thiên đàng. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời của chúng ta không nhận hối lộ. Đức Chúa Trời của chúng ta không nhận bất cứ một cái khoản tiền nào của con người cúng cho Ngài để Ngài có thể nhận họ vào trong thiên đàng. Tạ ơn Chúa. Chỉ có những ai thật lòng tin nhận Chúa Jesus Christ đến với Ngài thì chúng ta mới được có quyền quốc dân đó mà thôi. Cảm ơn Chúa Giêsu. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Điều thứ hai mà Chúa Giêsu Ngài làm chúng ta bởi sự chết của Ngài, đó là Ngài đánh bại sự chết và cho chúng ta có được sự sống đời đời sung mãn ở trong ơn của Chúa. Khải Huyền đoạn 1 câu 17 cho đến 18 chép rằng là: "Đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ." Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu Ngài nói rằng là ta chính là đấng đã chết và kìa nay ta sống đời đời. Chúa Giêsu Ngài có trong tay của Ngài chìa khóa sự chết và âm phủ. Ngài là đấng sống và Ngài có quyền để ban cho những ai tin đến Ngài có được sự sống đời đời. Giăng đoạn 6 câu 40, Chúa Giêsu đã phán rằng: "Ta, đây là ý muốn của cha ta, phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời, còn ta sẽ làm cho cái ấy sống lại nơi ngày sau rốt." Câu 44 chép rằng là: "Ví bằng cha là đấng đã sai ta không kéo đến thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt." Vậy thì những ai tin nơi Chúa Jesus Christ thì sẽ được sống lại ở trong ngày sau rốt. Cảm ơn Chúa. Người ta nói rằng là người giàu hay người nghèo, người sang hay người hèn, ông vua hay là người chăn cừu,
tất cả cũng đều phải trải qua sự chết hết. Không có một đồng tiền nào của con người có thể cứu con người ra khỏi sự chết. Đúng không ạ? Và đối với người thì ở ngoài thế gian, chết đó là vĩnh biệt, chết đó là hết, không còn cơ hội nữa. Nhưng mà đối với những người tin Chúa thì chết nó chỉ là giấc ngủ mà thôi. Và Chúa đã nói rằng là trong ngày sau rốt, Chúa sẽ làm cho kẻ ấy, tức là kẻ tin Chúa đó quý vị, sống lại. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng là có một cái phước hạnh rất lớn cho chúng ta. Chúng ta thấy rằng là những người thân yêu đã tin Chúa của chúng ta, họ qua đời, thì đó là lúc mà chúng ta chỉ nói lời tạm biệt. Bởi vì chúng ta sẽ gặp lại họ ở trong thiên đàng vinh hiển khi mà Chúa Giêsu ngày trở lại. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Và điều cuối cùng mà Chúa có thể làm được cho chúng ta đó là Chúa Giêsu ngày đã tha thứ mọi lỗi lầm, phá vỡ mọi sự rủa xả và chữa lành bệnh tật của thân thể của chúng ta. Ngài đã dùng uy quyền của Ngài để phá hủy tất cả những quyền lực của tà ma, và Ngài đã làm trọn cho chúng ta tất cả những gì luật pháp đã dặn biểu. Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 24 chép rằng là Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình, lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh. Cảm ơn Chúa. Chúa, tôi rất thích câu Kinh Thánh này, bởi vì cớ Kinh Thánh cho chúng ta thấy được rằng là không những Chúa Giêsu Ngài chết cho tội lỗi của chúng ta, Ngài gánh tội lỗi của chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ đâu, nhưng mà Ngài cũng đã gánh đi những bệnh tật của chúng ta. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là Ngài tha tội và Ngài cũng chữa lành cho chúng ta nữa quý vị. Sự chữa lành là một phần ở trong sự cứu chuộc của Chúa Giêsu đã làm trọn ở trên thập tự giá. Cho nên phép lạ chữa lành đó là một phép lạ rất là tự nhiên, nó giống như phép lạ tha tội vậy đó. Ngày nay nhiều con cái Chúa không được giảng dạy về điều này cho thấu đáo, cho nên họ cứ nghĩ rằng là Chúa tha tội thì dễ đó, nhưng mà để Chúa Ngài chữa lành bệnh tật nó là điều khó đối với họ. Nhưng mà chúng ta nếu nhìn vào Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng là cái sự tha tội và sự chữa lành đó là một phần ở trong cái câu Kinh Thánh này. Trong chức vụ của tôi, Chúa thương xót và Chúa cho tôi nhìn thấy có nhiều phép lạ Chúa làm việc. Tôi cùng với một sư trưởng quý đã đi qua hội thánh Swan ở bên chỗ tiên tri Tim Yêu-xua và nhìn thấy một lúc Chúa chữa lành được cho hàng trăm người què ngồi xe lăn, họ đứng ra và họ có thể bước đi. Quý mài chèm xe lăn hàng trăm chiếc để ở ngay trước hội thánh như vậy. Người ung thư được chữa lành, người mà bị những cái chứng bệnh ung thư ngực đó quý vị, huyết á, máu từ trong ngực này nè, nó xì ra ngay tại chỗ. Những cái mũ đó quý vị, ngay từ trong những cái vết thương đó, nó xì ra ngay tại chỗ, ngay cái chỗ mà họ đứng luôn. Chúa chữa lành ngay lập tức như vậy đó. Cho nên chúng tôi cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa cho chúng tôi thấy tận mắt, được sờ tận nơi những con người đã kinh nghiệm được quyền năng chữa lành của Chúa. Và cảm ơn Chúa rằng Chúa làm nhiều điều đó là để chúng ta thấy rằng là thập tự giá của Chúa Jesus Christ có quyền năng. Amen. Không có một người nào quyền năng hơn Chúa Giêsu của chúng ta cả. Tôi tới Chúa chỉ là những ống dẫn, là những phương tiện để truyền tải quyền năng chữa lành của Chúa Giêsu đến cho thế nhân mà thôi. Amen. Chúng tôi chỉ đóng vai trò như là những cái ống dây điện để đem điện đến cho những cái bóng đèn như thế này. Nếu không có điện thì bóng đèn này không sáng được, đúng không ạ? Nhưng mà nếu có điện, có đèn nhưng mà không có dây, không có ống dẫn thì sao? Cũng không thể sáng được, đúng không ạ? Cho nên Chúa Ngài cần có chúng ta. Chúng ta cần có Chúa và Chúa cũng cần chúng ta để chúng ta cùng nhau đem quyền năng vinh hiển của thiên đàng đến cho những người đang hư mất. Cảm ơn Chúa Giêsu. Hallelujah. Chúa Ngài gánh thay tất cả những gánh nặng đó chúng ta rồi, quý bà chị em. Và câu Kinh Thánh cuối cùng ở trong Thi Thiên đoạn 68 câu 19 chép rằng là đáng ngợi khen Chúa thay là đấng hàng ngày gánh gánh nặng của chúng tôi, tức là Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của chúng tôi. Quý vị ơi, Chúa Giêsu không những chỉ đã gánh thay tội lỗi của chúng ta, gánh thay mọi nan đề của chúng ta cách đây 2.000 năm về trước ở trong quá khứ, nhưng mà Kinh Thánh nói rằng là Chúa hàng ngày gánh gánh nặng của chúng ta, tức là ở trong thời hiện tại. Tuyệt vời không quý mài chen? Tức là ngay trong hiện tại này, mỗi ngày Chúa đều gánh thay chúng ta rồi. Chúng ta không cần phải mang lấy những gánh nặng, những tội lỗi, những sự rủa xả, những bệnh tật đó nữa. Nếu mỗi ngày chúng ta có nan đề gì, chúng ta hãy đến với Chúa và xin Chúa Ngài gánh đi gánh nặng đó cho con. Trầm cảm, những bệnh tật, hoặc là những cái bệnh nan y, nhiều khi bác sĩ nói rằng thôi bây giờ bệnh này hết thuốc chữa rồi, bệnh này bệnh kinh niên rồi, mãn tính rồi.
Quý vị ơi, khi mà nghe bác sĩ nói như vậy mình cũng cảm thấy tuyệt vọng lắm ạ. Nhưng mà tạ ơn Chúa, qua lời của Chúa chúng ta thấy được có hy vọng. Có hy vọng. Bệnh gì Chúa cũng có thể gánh được thay chúng ta cả. Hãy đến với Chúa, đầy Chúa ngày chữa lành cho quý vị. Amen. Nếu quý vị chưa được chữa lành trong hiện tại, quý vị đừng bao giờ nản lòng. Bởi vì trong thời Chúa Giêsu không phải tất cả những người bệnh ở tại xứ Israel đều được Chúa chữa lành đâu. Nhưng có những người bệnh cho đến thời của các sứ đồ, quý vị, cho đến thời của các sứ đồ thì họ mới được chữa lành. Đúng không ạ? Cái người què tại cửa đẹp, ngồi tại cửa đẹp, có thể trước đây đã từng biết Chúa Giêsu rồi nhưng mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến đó. Họ vẫn chưa được chữa lành, nhưng mà khi Phi-rơ đến tại cửa đẹp thì người này được chữa lành. Cho nên quý vị, nếu mà có bệnh mà vẫn chưa được chữa lành, quý vị ơi, điều đó không có nghĩa rằng Đức Chúa Trời không thể chữa lành cho quý vị, nhưng mà là có thể thời điểm quý vị chưa đến. Cho nên hãy cứ tiếp tục trung tín theo Chúa và thờ phượng Chúa. Đến lúc Chúa sẽ thăm viếng và chữa lành chúng ta. Cảm ơn Chúa, xin mời quý vị cùng dâng lên và chúng ta cùng cầu nguyện để chúng ta kết thúc. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.